À, it should be hotel manager or general manager. Okay, you can find the key information right in the reading text here. The hotel manager. Okay, and then you can see, deal with customer complaint. Okay. Yes. Yes. And the next one, who The is responsible for bookings and bill? receptionist. Bookings and bills. Okay, receptionist or desk clerk. Okay. Đây chính là trách nhiệm của lễ tân đúng không ạ? And number three. Poster. À, it should be porter. Okay. Moving and setting up meeting equipment. Phải chuyển đồ đấy hoặc là gì đấy ạ? Thiết lập những cái trang thiết bị đúng không ạ? Dành cho các cái cuộc họp nếu như mà khách có yêu cầu. And number For four. conscious. À, yes, okay. Conscious. Okay, needs good local knowledge. Đây chính là nhân viên chăm sóc khách hàng anh chị ạ. Nó còn có một cái tên gọi nữa là caretaker. Okay, caretaker. Người này là người mà sẽ hỗ trợ cho khách khi khách cần, đặc biệt là hỗ trợ cho khách về việc đặt, ví dụ đặt tour hoặc là đặt các phương tiện đi lại, đúng không ạ? Và đặc biệt là họ cũng sẽ trợ giúp được cho khách hàng rất nhiều trong cái việc mà khách hàng du lịch ở địa phương, ví dụ như chỉ đường này, rồi là hỗ trợ cho khách hàng về việc di chuyển đi lại, đúng không ạ? Và người này cần phải có kiến thức về về địa phương rất là tốt nhé, thì mới có thể làm được vị trí này. Ok. What about number five? Fine room attendant. Okay, that is room attendant or housekeeper. Okay. Anh này không phải là anh thực hiện trực tiếp đi việc clean hay là hay là change ở đây, mà anh này là người order bạn ạ. Order là gì nhỉ? Đặt đấy. Đặt đi ạ. Vâng ạ. Ở đây là đặt mua đấy. Yes. Linen ở đây là chỉ là những cái ga trải giường này, rồi là những cái đồ dùng trong toiletry, là nhà nhà tắm này đúng không ạ, nhà tắm, nhà vệ sinh này, rồi là những cung cấp những cái đồ, những vật dụng để gì phục vụ cho việc lau dọn đấy, quản lý tất cả những cái này thì chính là anh housekeeper. Ok, thế còn cái người mà trực tiếp là clean the room này và bathroom này, rồi là tidy the room này, rồi là make the bed, thì đấy chính là room attendant. Ok. Em nhầm cái dấu câu số 6 là Đúng room rồi, số 6 thì mới là gì đấy ạ? Room attendant. Nhiệm attendant. vụ anh này là phải sắp xếp lại cái tủ tủ lạnh mini ở trong phòng ấy, để xem là nó thiếu cái gì và nó đủ cái gì rồi thì không cần nữa, đúng không ạ? Thì đấy chính là restock the mini bar. You understand? Yes. Yes. Yes, okay, very good. So can you find the phrases by matching the verbs and the nouns together here? All these phrases you can find from the reading. Anh chị các bạn có tìm được những cái cụm từ này ở trong bạn đọc không ạ? Có ạ. Dạ. Đúng không Có. anh? Vâng. Số 1 thì sẽ là gì đấy ạ? Đi. Draw Draw rotors. up. Right. Yeah, so what does it mean? What does it mean? Kiểu lên kế hoạch hay lập kế hoạch kia. Đây là lập bảng phân công. Đặt phân công. Roles là bản bản phân công nhé. Yeah, Yeah. lập bảng phân công nhiệm vụ đi ạ. Cái này bạn đọc ở trong đại đọc nó chính là về cái phạm vi trách nhiệm công việc của anh housekeeper. Đúng chưa ạ? Yes. Make thì đẹp. Yes. Đúng rồi, make the bed có nghĩa là gì ạ? Bed. Dọn giường không? Hay Dọn là giường, đúng rồi, chính là dọn giường nhé. Manage. staff. À, manage staff, đúng rồi, là quản lý gì ạ? Quản lý Viên. nhân Đúng rồi, quản lý nhân viên. Run. events. Errands. Errands, run errands. Events. Chúng ta hiểu run errands không ạ? Can you run errands? Thời gian thì em quên. Chạy việc vặt. Tại việc bạc ạ. Đúng rồi, chạy việc vặt có nghĩa là cứ cái việc gì nó phát sinh, nó không có từ trước ấy, nó không có trong cái phạm vi trách nhiệm công việc phải làm từ đầu ấy, mà nó cứ phát sinh ra việc gì là mình phải đi mình giải quyết việc đấy, thì đấy chính là run errands. Understand? Yes. Set up. Equipment, equipment. Equipment, đó là chúng ta phải thiết lập các cái gì ạ? Trang thiết bị.
Dạ, các trang thiết bị, cái equipment. Take Booking. cái Đây. bookings, chúng tôi đã tiếp nhận việc thì việc đặt, đúng không ạ? Ví dụ là đặt phòng. Ok, đặt phòng. It It's okay. was okay. Yeah, okay. So now I would like you to read the following, what the following speakers say about their job, and then try to decide their hotel stop position. You understand? You got Yes. it? Xin mời cả lớp, chúng ta sẽ đọc xem bốn nhân vật ở đây nói gì về tính chất công việc của mình, và chúng ta sẽ quyết định xem là mỗi một người ở đây sẽ phù hợp với lại vị trí công việc nào trong khách sạn ạ. Ok. 10 minutes for you.
gì?